Chỗ này rất đặc biệt, đó là trong Phật môn chúng ta công nhận. Vì sao vậy? Pháp mà Tổ sư Tịnh Độ Tông truyền ra, cùng chư Phật như Lai, không hề khác nhau. Khi người niệm a di đà Phật, niệm a di đà Phật, thì quyết định giảng sanh bất thoái thành Phật. Việc này cùng với mười phương, tất cả chư Phật như Lai, thủ Pháp độ chúng sanh, không hề khác nhau. Chỉ có Tổ sư Tịnh Độ Tông, mới có thể gọi là đại sư. Thế nhưng tổ sư của tình độ tông không phải khi người còn sống mà chọn ra. Vậy thì không tính. Nhất định là tổ sư ấy đã viên tịch rồi. Sau đó, mọi người trong Phật môn chúng ta đều công nhận, thừa nhận Ngài. Con người này ở ngay trong một đời, đối với việc tu hành hoàng dương tình độ, có công hiến vô cùng to lớn. Gọi họ là tổ sư của Tịnh độ tông pháp sư ấn quang ở đời không có người nào gọi ngài là tổ sư của Tịnh độ tông sau khi viên tịch nhà phật chúng ta mọi người mới tôn xưng ngài là tổ sư đời thứ 13 của tịnh tông sau khi chết rồi thì mới được khi còn sống thì không được nếu khi còn sống gọi đại sư là yêu ngôn hoặc chúng thì không được sau khi viên tịch do người thế gian công bình tổ sư của tịnh tông khác với các tổ sư tông phái khác tổ sư các tông phái khác là đời đời nối nhau một đời truyền lại một đời tịnh độ không phải vậy tịnh độ tông là toàn thiên hạ dân chủ chọn ra cho nên họ không giống nhau họ là dân chọn Họ không phải là một đời truyền lại một đời. Các tông phái khác đều là đời đời truyền lại nhau. Tinh độ tông là dân chọn. Phải mọi người công nhận mới được. Đây đều là một ít thưởng thức. Chúng ta phải biết. Nói đến chánh sĩ, các vị đồng tu nên biết. Mười lăm vị Bồ Tát phía sau thấy đều là cư sĩ tại gia bồ tát tại gia đều là bồ tát ở tại gia danh hiệu của các ngài chính là nội dung tròn đầy của quyển kinh vị thứ nhất gọi là thiện tư duy bồ tát thiện tư duy chú trọng ở chữ thiện ý nghĩa của chữ thiện quá sâu quá rộng đến ý nghĩa cao thâm chúng ta rất khó hiểu được cũng không cách gì làm được chúng ta cần phải đem tiêu chuẩn này hạ thấp xuống hạ xuống có thể thực tiễn được ngay trong cuộc sống của chúng ta chúng ta làm thế nào để học cho nên cái hội kinh vô lượng thọ này chúng ta hôm nay chúng ta chú trọng ở giải chú trọng ở hành chứng làm thế nào thực tiễn ngay trong cuộc sống của chúng ta làm thế nào thực tiễn ngay trong công việc đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta chúng ta học tập mà làm thực tiễn được thì chúng ta mới làm được thiện tư duy chính là biết ân báo ân việc này chúng ta có thể làm được thường nghĩ ân tam bảo thường nghĩ ân chúng sanh thường nghĩ ân cha mẹ thường nghĩ ân quốc gia trên kệ hồi hướng chúng ta tụng mỗi ngày thượng báo tứ trọng ân một người có thể thường nghĩ báo ân đức hạnh của bạn càng tích càng sâu. Chúng ta thường gọi là tích công bồi đức. Đó là tích đức. Tri ân, báo ân. Cái khóa mục này nói ra thật không đơn giản. Trong Kinh Đại Bác Nhã, Phật vừa mở ra là Bồ Tát Nhị Địa. Bồ Tát Dị Địa tu học có tám khóa mục. Tri ân, báo ân là một khóa mục trong đó. Nhưng này nói rõ, tri ân là đáng quý. Trí tuệ Bồ Tát dị địa thì tương đối cao, cho nên họ mới chân thật tri ân. Phạm Phu không biết tri ân. Không biết ân dưỡng dục của cha mẹ. Không biết ân giáo hóa của thầy giáo không biết ân hộ trì của quốc gia việc này phải nên hiểu bạn thấy hiện tại người không có quốc tịch thật đáng thương làm kẻ lưu lạc trên thế giới không có quốc tịch thật đáng thương quốc gia bảo hộ bạn quốc gia lớn mạnh bạn cầm lấy hộ chiếu đi đến bất cứ quốc gia nào, mọi người đều tôn kính đối với bạn. Nếu bạn không có quốc tịch, thì ai cũng xem thường bạn. Bạn phải từ ngay chỗ này và thể hội được. Quốc gia có ân đức bảo hộ chúng ta. Tất cả chúng sanh có ân đức hỗ trợ chúng ta. Quần áo mà chúng ta đang mặc đây, giải không phải chính mình dệt. Bông giải không phải chính mình trồng. Mỗi ngày ăn cơm gạo không phải chính mình gieo tỉa. Bạn đi biết được trong xã hội có bao nhiêu người khổ cực cần lao cung cấp cho đời sống một ngày của ta. Ta dùng cái gì để hồi đáp? Cho nên chúng ta, việc đầu tiên phải chân thật hiểu được bốn ân nặng đặc biệt là nhớ nghĩ ân tâm bảo trong ân tâm bảo chân thật đầy đủ bốn ân trọng viên mãn tròn đầy cái ý này tôi không thể dặn tỉ mỉ dặn tỉ mỉ lại phải tốn một giờ nữa dường như sau khi các vị nghe qua rồi thì sẽ dần dần tỉnh ngộ ra thứ hai nhất định phải nhớ nghị chúng sanh khổ nhớ chúng sanh khổ lòng đại bi của chính chúng ta mới có thể sanh khởi ra được bạn xem thấy những chúng sanh khổ nạn này chúng ta phải giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn đó thì bạn không thể không chăm chỉ nỗ lực tu học nếu như không thể thành tựu đức hạnh của chính mình không thể thành tựu học vấn của chính mình không thể thành tựu năng lực của chính mình thì bạn làm sao đi giúp người cho nên hy vọng các vị đồng tu phải nhìn thấy chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới vì những chúng sanh khổ nạn này chúng ta phải dùi đầu kham khổ mà làm phải cố gắng nỗ lực tinh tấn hy vọng chúng ta sớm một ngày thành tựu nhưng khổ nạn của họ sẽ sớm một ngày được tiêu trừ chúng ta thành tựu trễ một ngày thì họ sẽ thêm một ngày khổ nạn bạn phải thường có cái tâm này thường có cái tâm này thì người nhất định không thể giải đãi đó chân thật gọi là tâm bồ tát chân thật là đại từ đại bi hiện tại thế gian này đã giác ngộ được khổ nạn của chúng sanh có người, thế nhưng không cách gì giải quyết. Năm trước, khi tôi ở khóa thứ hai, đồng tu khóa thứ hai biết, cũng là khoảng thời gian chúng ta lên lớp, tôi xin nghỉ phép ba ngày đến Úc Châu. Để làm gì vậy? Cục sử dụng dân tộc thiểu số Úc Châu là cơ cấu chính phủ của họ cục trưởng mời tôi đi đến nói giảng một lần tôi nhận lời ông ấy ngày đầu tiên tôi đi ngày thứ hai diễn giảng ngày thứ ba thì quay về tính chất của diễn giảng này là gì vậy cục trưởng này là người úc châu gốc do thái khi tôi ở úc châu gặp mặt ông ông đã nói với tôi vấn đề này hiện tại úc châu đã mở ra chính sách phóng khoáng cũng chính là hoan nghênh các nơi khác di dân đến úc châu những người di dân đến đây